em thì em rất là lâu rồi em mới được trở về gia đình mình và gặp người thân, bố mẹ em và ông bà và tất cả mọi người. Cảm xúc của em nó rất là hạnh phúc và mình cảm giác là có sự gần gũi và sự bình yên khi trở về gia đình mình. Em cũng phải là 2 tháng rồi em chưa được về nhà. Em chỉ được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại như là FaceTime. Thật sự thì gia đình em luôn dành tình cảm cho em rất là nhiều và khi được trở về nhà mọi người luôn sự nó không có gì to lớn cả, nhưng mà đấy là cái tình cảm chân thành nhất mà mọi người dành đến em. Em cảm thấy là có thể là bố mẹ hơi mệt mỏi và những ngày qua thì cũng chắc là cũng cổ vũ cho em. Gần về với gia đình em là em cảm thấy hạnh phúc và những cái đơn giản nhất, chân thành nhất là em được gặp người thân của em, gia đình em và bố mẹ.